Truyền thông Anh tiết lộ ngôi sao Erling Haaland của Manchester City vừa bỏ ra tổng cộng 2,7 triệu bảng, hơn 84 tỷ đồng, để tậu chiếc siêu xe Mercedes AMG One. Theo The Sun, mẫu xe này chỉ được sản xuất vỏn vẹn 275 chiếc trên toàn thế giới và đang được cộng đồng mê tốc độ săn đuổi gắt gao. Theo công bố từ nhà sản xuất, chiếc xe sở hữu 5 động cơ F1 và đạt vận tốc tối đa lên tới 350 km/h. Bên cạnh đó, chiếc siêu xe chỉ cần 7 giây từ lúc để đạt đến vận tốc 200 km/h và cần 15,6 giây để đạt 300 km/h. Trước đó, Haaland cũng đã có trong gara 4 chiếc xe hơi thuộc các thương hiệu nổi tiếng. Dù vậy, đây mới là lần đầu tiên chân sút 23 tuổi chỉ ra số tiền lên tới 7 con số để mua xe hơi. Tuy nhiên, con số này không phải vấn đề với tiền đạo người Na Uy. Hiện tại, Haaland đang là một trong các cầu thủ được trả lương cao nhất tại ngoại hạng Anh với mức thu nhập ước tính vào khoảng 29 triệu bảng mỗi năm. Haaland là một trong những cầu thủ đáng chú ý nhất làng bóng đá thế giới thời điểm hiện tại. Mùa trước, cầu thủ này ghi được 52 bàn sau 53 trận ra sân, giúp Manchester City giành được cú ăn 3 lịch sử. Cầu thủ này tiếp tục duy trì phong độ cao ở giai đoạn đầu của mùa giải năm 2023 đến năm 2024. Mạch ghi bàn của Haaland chững lại khi cầu thủ này gặp chấn thương hồi cuối năm ngoái, dẫn đến việc phải ngồi ngoài trong khoảng một tháng. Tái xuất sân cỏ, Haaland đã ghi được 8 bàn sau 10 trận ra sân gần nhất. Ở cuộc đối đầu với Luton Town vào sáng 28 tháng 2, Haaland chọc thủng lưới đối thủ tới 5 bàn.